Ngọc tên đầy đủ là Trung Kim Ngọc, tổng giám đốc của công ty cổ phần phụ tùng ô tô Nam Bắc. Và đây là tất cả những hình ảnh của tất cả các anh em công ty Nam Bắc. Và đây cũng là văn phòng và kho bãi của Nam Bắc. Nó nằm tại 5, 7, 9, 11, 13, đường số 22, phường 11, quận 6, đối diện Mega Bình Phú, với trang web là www.nambac.vn. Vâng, sản phẩm công ty kinh doanh rất là đa dạng và phong phú, được nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới với giá rất là cạnh tranh, là nhà phân phối của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Các ngành, các nhóm sản phẩm mà Nam Bắc chuyên kinh doanh, một đó là nội thất ô tô, 2 phụ tùng ô tô, 3 vòng bi ô tô công nghiệp, 4 các sản phẩm về xe tải, và 5 là sản phẩm ngành ngũ kim, với slogan thương hiệu của chất lượng và với phương châm uy tín, chất lượng, nhiệt tình, chu đáo. Với tầm nhìn trở thành đại lý cung cấp phụ tùng ô tô, nội thất ô tô uy tín nhất tại Việt Nam, với sứ mệnh Nam Bắc luôn luôn tìm kiếm những sản phẩm nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng và uy tín, là nơi lý tưởng để mọi nhân viên cùng học hỏi và phát triển. Với 5 giá trị cốt lõi: trung thực, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, trân trọng, đa dạng và chất lượng, cũng như là thành công. Vâng, đây là tất cả những sản phẩm nội thất ô tô mà công ty Nam Bắc kinh doanh có, với đầu lót lưng, áo chùm mưa, áo chùm xe, chất tẩy rửa, mâm xe, lót sàn, máy bơm, nước hoa khử mùi, sạc điện thoại, đầu chi, cốc sạc, bao tay lái, che nắng, vân vân. Và đây là những sản phẩm về phụ tùng ô tô, Nam Bắc chuyên kinh doanh về phụ tùng đồ gầm, dây cu loa, độc xe, dầu nhớt, phụt nhôm, rô tin bơm nước, máng phanh, bộ ly hợp vòng bi chữ thập và heo thắng. Như tất cả các anh chị em, một chiếc xe yêu của mình, một chiếc ô tô của mình gồm có rất là nhiều chi tiết linh kiện, nó có hơn 50.000 chi tiết sản phẩm. Vì thế chúng ta không thể kinh doanh hết tất cả các phụ tùng, phụ kiện trong xe mà Nam Bắc chỉ kinh doanh về phần gầm, về phụ tùng phần gầm. Ngoài ra nó còn có phần ngoài, hệ thống điện và động cơ. Và về nội thất ô tô, trên thị trường còn được gọi là đồ chơi ô tô, thì nó cũng được chia làm 4 phần, đó là thông dụng, âm thanh, cách nhiệt, ghế da, mâm đúc, cũng như là nội ngoại thất, hàng theo xe. Với Nam Bắc, chúng tôi thì kinh doanh tất cả các sản phẩm thông dụng mà tất cả các xe du lịch các bạn đều có thể sử dụng và trang trí nó. Đây là tất cả những thương hiệu mà Nam Bắc đang kinh doanh, đang làm đại lý, với một câu slogan thương hiệu của chất lượng. Ngoài ra thì với công ty Nam Bắc, tuy là một công ty dịch vụ nhưng vẫn đạt được chính sách ISO 9001-2015 trong 14 năm nay của Google Group, với chính sách chất lượng là cam kết sản phẩm chất lượng, thời gian chính xác, dịch vụ hậu mãi chu đáo và niềm tin hợp tác vững bền. Và đối tượng khách hàng của Nam Bắc là ai? Xin thưa với tất cả các anh chị em, đối tượng khách hàng của Nam Bắc là các cửa hàng, các công ty chuyên kinh doanh về sản phẩm nội thất ô tô và phụ tùng ô tô. Khách hàng toàn quốc từ Nam ra Bắc, showroom ô tô, gara ô tô, hãng xe ô tô, hãng taxi, bảo dưỡng xe và các siêu thị trên toàn quốc nếu như họ có gian hàng về nội thất ô tô. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm của Nam Bắc: khách hàng được gì? Yên tâm, tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận, kinh doanh hiệu quả. Tại sao điều đó là tốt? Vì Nam Bắc chúng tôi sẽ cam kết tuyệt đối 100% không có hàng giả, hàng thật, giá thật, đúng hàng, đúng giá. Những khác biệt cơ bản ra sao? Khác biệt gì nào? Đúng nhu cầu của người tiêu dùng. Vì với kinh nghiệm 30 năm trong ngành, Ngọc luôn luôn sẽ tìm những sản phẩm vừa phù hợp với sự kinh doanh của các cửa hàng, nhưng vẫn phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng tốt nhất của người tiêu dùng. Độc đáo ra sao? Thương hiệu độc quyền, có bền vững không? Xin thưa, đó là nghề và nghiệp của Ngọc rồi.